rất là nhiệt tình và rất là thân thiện. Nói chung là với địa phương và với các mẹ thì chị rất là lễ phép chăm lo các mẹ, rất là chu đáo. Ngôi nhà của mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Lại ở xã Định Sơn, huyện Sơn Tịnh, điểm đến quen thuộc của bà Hồng trong suốt hơn 2 năm qua. 3 tháng một lần, bà lại đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao tiền phụng dưỡng. Mẹ Lại năm nay đã 106 tuổi, có 2 con là liệt sĩ và đang được con cháu chăm sóc chu đáo. Mỗi tháng, Quỹ Lá Xanh hỗ trợ mẹ 2 triệu đồng. Có nhớ con không? Nhớ. Nhớ hả? Dạ. Nhớ cái gương mặt chứ. À, nhớ gương mặt thôi, nhưng mà con nhớ ai? Dạ. Nhớ mà. Nhớ là bà con đông đủ ngon vui vẻ, cho là lễ tới ngon vui vẻ. Và bây giờ cũng nói thiệt, mấy cháu này cũng như con như cháu hãy trong nhà nghe. Bà con sống được ngày nào bà cũng nhớ công ơn trước nữa là chân hủ. Mà sao nữa là có cháu là đi tới đi lui rồi bạn vui vẻ. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Sử năm nay 106 tuổi, có 2 con là liệt sĩ. Mẹ đang được con cháu chăm sóc chu đáo. Cũng hơn 2 năm nay, cứ 3 tháng một lần, bà Hồng lại đến thăm hỏi sức khỏe và trao tiền phụng dưỡng của Quỹ Lá Xanh cho mẹ. Người thân của mẹ càng thêm ấm lòng trước nghĩa cử cao đẹp của bà Hồng. Là thăm mẹ nè, chúc mừng mẹ nè, năm này hết năm nọ trong cho mẹ sống lâu. Y là người nhà, y cũng ghét bà đó. Để cho tội nghiệp lắm mà. Quê gốc ở Đức Phổ, bà Hồng theo chồng về sinh sống ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Như một cơ duyên, bà được gặp gỡ ông Lê Hồng Thái, người đồng hương, quê ở Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Hai người đã có sự đồng cảm để rồi sau đó, ông Thái đã quyết định chọn bà Hồng là cầu nối để Quỹ Lá Xanh đến với mảnh đất miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, cùng chung tay chăm lo, phụng dưỡng cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống. Như một cách để tri ân, đền ơn đáp nghĩa các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc. Đầu tiên là quỹ thì cũng chưa được lớn thì đi tìm các hoàn cảnh các mẹ khó khăn nhất và già nhất ưu tiên. Thì dần già thì bắt đầu là mới đến có cơ duyên thì đến Quảng Ngãi, rồi đến Bình Định, rồi đến các dọc miền Trung ấy thì mới thấy rằng Quảng Ngãi của quê mình là nơi mà chịu nhiều khốc liệt nhất của chiến tranh. Vì thế nên các mẹ là có những mẹ coi như là hy sinh 2, 3, có mẹ 4 con. Cho nên là hai chị em mới quyết định là dừng chân ở Quảng Ngãi thật nhiều. Và rồi trong suốt hơn 4 năm nay, bà Hồng lại sắp xếp thời gian về quê hương để làm cầu nối cho Quỹ Lá Xanh, được phụng dưỡng suốt đời một số mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Ngãi. Đến tận nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao tiền phụng dưỡng. Mỗi đợt đi ròng rã cả tuần, nhưng bà lấy đó là niềm vui, vinh dự và hạnh phúc. Và niềm vui lớn trong năm nay là Quỹ Lá Xanh đã quyết định hỗ trợ phụng dưỡng suốt đời tất cả các mẹ Việt Nam Anh Hùng hiện đang còn sống ở mảnh đất Quảng Ngãi Anh Hùng. Xuất phát từ một người con trong một gia đình là nhà tôi 6 anh em, nhưng có một anh liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia thôi mà mẹ tôi đã buồn và ra đi, khóc cho đến khi không còn sức nữa để mà ra đi. Tôi hiểu cái nỗi đau đó, chính vì sự hiểu nỗi đau của mẹ tôi, trong khi mẹ tôi 6 con chỉ mất một, mà các mẹ có khi trắng tay chẳng còn con nào. Thế cho nên là tôi hiểu được điều đó và tôi cảm nhận thế, thế nên tôi tự nguyện và tôi muốn đi làm được những điều này. Tôi càng đi tôi càng thấy rằng mình bé nhỏ. Và tôi càng muốn làm được nhiều việc hơn nữa có ích cho các mẹ và cũng như cho xã hội, cho cộng đồng. Trong suốt thời gian qua, chị Hồng không chỉ là duy trì cái hoạt động của Quỹ Lá Xanh, mà chị Hồng còn là cái cầu nối giữa Quỹ Lá Xanh với lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo của các huyện và địa phương các cấp để làm sao là cùng với đồng hành với chính quyền địa phương các cấp, bởi vì Quỹ Lá Xanh cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nói gì thì nói cũng vẫn phải là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương các cấp thì như vậy thì hoạt động của Quỹ Lá Xanh mới trọn vẹn được. Ngoài thăm hỏi, trao tiền phụng dưỡng hàng quý, mỗi khi nghe tin mẹ Việt Nam Anh Hùng ốm đau hoặc mất, bà Hồng lại kịp thời đến để chia sẻ, động viên người thân. Vất vả, nhưng bà lúc nào cũng tự nguyện và thấy hạnh phúc khi được tin tưởng, giao phụ trách khâu kết nối để chăm lo thật chu đáo cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng khi đã ở tuổi xế chiều. Nỗi đau mà mất con nó lớn lắm và không thể nào mà so sánh được. Nhưng mà các mẹ vẫn kiên định đến ngày hôm nay và giờ này. Thứ nhất
là vẫn biết ơn đến Đảng, trong khi Đảng và nhân dân đã đang rất biết ơn các mẹ. Vì thứ hai là tuổi xế chiều rồi, nhưng các mẹ vẫn giáo dục cho chúng tôi lòng biết ơn và sự hy sinh to lớn không phải của các mẹ đâu, mà của tất cả các liệt sĩ ở trên đất nước này. Chính vì thế nên chúng tôi cảm nhận được rằng các mẹ vĩ đại ngoài sự hy sinh ra, mà đến tận giờ phút này các mẹ vẫn dạy cho chúng tôi và hướng cho chúng tôi biết rằng là cuộc đời này rất là ý nghĩa, và các mẹ vẫn hướng cho chúng tôi về cái sự thiện nguyện. Và chúng tôi cũng muốn cảm nhận một điều rằng về cuối đời rồi, các mẹ rất cô đơn. Có những mẹ thì còn được con, được cháu, có những mẹ không còn một ai, nhưng các mẹ không một lời kêu ca than vãn và lúc nào cũng hoan hỉ. Tháng 7 nghĩa tình, tháng của sự tri ân. Lòng biết ơn xen lẫn sự cảm phục sâu sắc khiến bà Hồng càng thêm tự hào và càng cố gắng để các mẹ được sống vui, sống khỏe. Bà vẫn luôn tự nguyện và lấy đó là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình.